khi có đường Việt Cường, Văn Nghĩa, Minh Khiết, Navibank Sài Gòn đã ký hợp đồng với tiền vệ Aniekan từ VFM Hải Phòng. Trước đó, đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh đã có được em Duy Khanh. V-League năm tới, đội bóng đất thủ đủ khả năng đưa vào sân tới 6 cầu thủ ngoại. Ngoài 3 các ngoại binh như quy định, hiện BKM Bình Dương còn có 3 cầu thủ ngoại nhập tịch là thủ môn Đinh Hoàng La, trung vệ Nguyễn Hoàng Leo và tiền vệ Lê Trung Sơn. Kể từ năm 2012, Liên đoàn Karate Thế giới ban hành luật mới và chính thức áp dụng cho các giải đấu quốc tế. Những thay đổi trong luật mới tập trung vào tính toán điểm, trọng tài, trang thiết bị thi đấu. Theo báo cáo của Liên đoàn, Việt Nam cũng sẽ áp dụng luật mới trong tất cả các giải đấu trong hệ thống thi đấu môn Karate năm 2012. Theo đó, Tổng cục Thể dục Thể thao sẽ tổ chức luật mới cho các trọng tài của các giải đấu năm 2012. Trước vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia, Samet Khánh Hòa đã quyết định đổi sang ngoại binh người Indonesia để tăng cường cho hàng tấn công, đó là Agung Seganti và Ranvin Huda. Với hai ngoại binh mới, Samet Khánh Hòa tự tin tranh ngôi vô địch cùng Trần An Ninh Bình, Đức Long Gia Lai, Long An ở vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia tới đây. Trong giai đoạn 1, Samet Khánh Hòa từng tuyển mộ vận động viên Thái Lan Kisada.